Alo alo mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị à, vô lại với em nha mấy chị. Vô lại với em nha. Đâu hết rồi. Đây mấy chị. Cái đầm này. Alo, đợi mấy chị vào, em đợi mấy chị vào. Hello, hello mấy chị, em lên lại nha. Hồi nãy điện thoại tự thoát ra mấy chị ơi. Tự thoát ra luôn. Đầm sau lưng chị. Ok. Đây, em sẽ lên nè. Tối nay bị gì, tự nhiên tự thoát em về. Hello, hello mấy chị ơi vào lại với em nha. Hôm nay mạng nó chắc nó bị lỗi không sao. Mạng yếu quá văng la luôn. Đây mấy chị ơi, cái đập này, ủa chị nào chết xe chị vô chưa? Coi lại comment cũ. Alo, alo, ai đang cần coi đầm báo em đi chị ơi. Báo em đi chị Trần Thị Khánh Ly ơi, chị còn đây không? Chị vào chưa chị Trần Thị Khánh Ly ơi? Đây nè, cái đầm này nè. Cái đầm này là U40 mặt vẫn được, vẫn đẹp nha. Cái này em có size từ 60 đến 100kg luôn. 60 đến 100kg mấy chị. Cái đầm này là size 60 đến 100kg vừa cho em. Cái con này rất là tinh luôn, mặt rất thoải mái nha. Đầm nhung nữa mấy chị. Đây là đầm nhung. Ở phía sau là co giãn nè. Ở phía sau mình có bo chun, nó co giãn rất thoải mái. Giá đầm này 300.000. Giá đầm này là 300.000 nha mấy chị. Giá đầm này 300 hả? Trời ơi, đầm nhung này xinh lắm. Chốt ngay và luôn con này cho em đi. Chốt ngay và luôn con này cho em. Giá 300.000. Alo, alo mấy chị ơi. Mấy chị còn ở đây không? Vào với em đi mấy chị. Vào với em đi nha mấy chị ơi. Chú ơi vào nha. Alo, mấy chị ơi, vào lại với em nha. Vô vào lại với em. Cái đầm em đang mặc là mới về luôn. Mới về và có 3 màu. Đây là màu đỏ, màu nâu và màu đen ở phía sau. Có màu đỏ, màu nâu và màu đen. Chế nào thích thì chốt cho em đầm này. Đầm em đang mặc giá có 280.000 thôi. 280.000 cho đầm em đang mặc. Sang. Đây là khuét ngực nha. Khuét ngực chứ không có quá sâu. Rất là kín nha mấy chị. Mà kính kính thở hở nhìn rất là sang luôn. Giá đầm này là 280.000 mấy chị ơi. Giá đầm là 280.000. 280.000 cho đầm này em đang mặc nha. Em lên tiếp cái đầm này là đầm ngọc trai cổ. Đầm ngọc trai cổ giá 300.000. Ngọc trai cổ này xinh lắm mấy chị ơi. Đây nè. Ngọc trai cổ, form sẽ là form A và đầm nhung. Đầm nhung form A giá 200, ôi lộn, giá 300.000 nha mấy chị. Đầm form nhung, này là nhung nha, tay phòng và ngọc trai giá 300.000. Giá 300.000 cho đầm ngọc trai, tay phòng. Hello chị Hạnh Quyên nha mấy chế ơi. Mấy chế ơi, cho em xin một nút chia sẻ nha mấy chị. Hồi nãy chắc mạng nó bị lỗi sao, mấy chị tự dăng điện thoại ra luôn á. Mấy chị vào với em hết chưa? Alo, alo mấy chị vào đồ gì cho em một nút chấm nha, một nút chấm nha mấy chị. Đây, em lên cái đầm đen này. Hôm bữa em mặc màu đỏ không à, mà màu đen á là đẹp cũng không kém nha mấy chị. Đây, đây là màu đen nè. Đầm đen cổ dây kéo giá 280 thôi. Đầm đen cổ dây kéo giá 280.000. Đầm đen cổ kéo nha mấy chị, 280 thôi. Đầm đen cổ kéo, chị nào bữa giờ chưa thấy mẫu này chốt ngay và liền cho con em con này. Giá 280.000 cho đầm đen cổ kéo. Hai, xin chưa? Xin chưa mấy chị ơi? Xin chưa? Cái đầm này có màu đỏ nữa nha mấy chị, có màu đỏ và đen luôn, giá 280. Có size từ 60 đến 100kg. Vậy mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ lại giùm giúp em được không ạ? À? Tại vì tối nay màn nó sale nãy nó tưởng nó eo ra. Mấy chị chia sẻ giúp tụi em nha mấy chị ơi. Đây, 60 đến 100kg là có size cho mấy chị. Em còn size màu đen là từ 60 đến 100kg luôn nha. 60 đến 70kg là mặt L, 70 đến 80kg trên L và 80 đến 90kg hay trên L. 90 đến 100kg sẽ mặc 3X trên L nha mấy chị. Đây là đầm nhung. Đầm nhung đen dây kéo. Đầm nhung đen dây kéo nè. Alo chị Khánh Ly ơi, chị còn ở đây không? Trần Thị Khánh Ly. Minh, hello chị Minh Yêu Hiếu Lê à. Đây đây. Cái này nè mấy chị ơi. Cái này nè, cái này là đầm nhung. Đầm nhung tay lỡ. Và kèm cho mấy chị là ngọc trai cổ và ngọc trai eo.
Chị nào thích chốt liền mẫu này cho em, vừa kín đáo vừa sang trọng mà còn đẹp nữa nha. Vừa kín đáo sang trọng mà còn đẹp, giá 300.000 cho đầm ngọc trai nhung này nha. Ngọc trai eo giá 300.000, em còn size tới 100kg nha mấy chị, 60 đến 100kg. Mấy chị cứ comment mẫu và cho em số ký rồi em sẽ tư vấn size cho mấy chị nha. Đây, đầm nhung ngọc trai eo giá 300.000, 300.000 cho đầm nhung ngọc trai eo nha. Đây, em lên cái mẫu áo dài nha. Alo, mấy chị ơi, em nhá lên cái mã áo dài nha, hơi bị đỉnh luôn, trời ơi, chết rồi. Mấy chị ơi, ở ngoài đẹp hơn like gấp 10 lần đó. Đây nè, mấy chị nhìn cái ren đó nha. Đây là ren mềm nha mấy chế. Đây là ren mềm và mẫu áo dài màu đỏ, phối ren và có ngọc trai cổ luôn. Đây, áo dài giá là 320.000. Trời ơi, cái làm này rất xinh nha, áo dài này cực kỳ xinh luôn. Mặc đi em, dạ ok chị. Cái áo dài này mới về mấy chế ơi, mấy chị ơi, mấy chế ơi, chia sẻ lên cho em. Chia sẻ lên cho em nha. Đợi em tí xíu mặc liền nha, đợi em. Mấy chị mà có cần làm gì thì báo cho em lên nha. Cần làm gì báo cho em lên để đợi em tí xíu mấy chị ạ. Em lên ngay. Trời ơi, áo dài này xuất sắc lắm mấy chị. Áo dài đỏ, mấy chị phải lấy liền con này nha. Con này hơi bị đẹp luôn á. Đợi em tí mấy chị ơi, đợi em. Đây, áo dài kèm với lại chân váy. Áo dài kèm với chân váy mấy chị nhìn nè. Xinh ha. Áo dài xinh lắm luôn á mấy chị ơi. Áo dài cực xinh. Em đứng xa cho em chị. Hello chị Thảo Hồ. Đây. Áo dài xinh luôn mấy chị. Vải của mấy em á là vải lụa nha. Áo lụa. Vải sẽ là vải ren mềm, kèm cho mấy chị có lót là lại có lót vải thun. Đây, có lót bên trong cho mấy chị nè. Cái ren này để gần cho mấy chị coi cái ren. Cổ ngọc trai giá 320 đầm này. Áo dài cực xinh, ở ngoài cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Ở đây đèn nó hơi chá mấy chị ơi, cái đèn hơi chá nhưng mà mấy chị nhìn em cái ren nè. Ren hoa xinh lắm, giống ren hoa bông mai á mấy chị ơi. Ren hoa bông mai nha. Giá là 320.000 cho cái đầm cái áo dài này. 320.000 cho áo dài kèm với lại là chân váy nha. Kèm với lại chân váy đỏ mấy chị. Chân váy lưới đỏ. Giá 320.000. 320.000 cho áo dài. Không có chỗ đứng luôn. Hết chỗ đứng rồi. Đây nè, cái quần nè. Đây là cái váy nha mấy chị. Váy nha mấy chị. Váy rất là xinh nha, giá 300.000, 320.000 thôi mấy chị. 320.000 cho áo dài này. Chị nào thích chốt liền áo dài này, em còn size nha, em mới về xuất thì. Em mới về xuất thì giá 320.000 nha, 320.000. Trời ơi, cái ren nó xinh dã man luôn nè mấy chị. Cái ren của nó nè, ren mềm mà ren hoa nữa, ren mềm còn ren hoa nữa. Giá có 320 thôi nha, chốt ngay và liền cho em mới về mẫu này luôn. Tay của nó nè, tay phòng loan nhẹ và ren. Ren hết luôn, xinh lắm. Cực xinh luôn. Hốt liền con này để hết size nha. Em còn size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 70 kg là mặc size L, 70 đến 80 là mặc XL, 80 đến 90 là mặc 2X. Đây size L cho chị Như Nguyễn nè. Đây size L cho chị Như Nguyễn. Trời ơi, em mới về là mấy chị phải nên chốt ngay và luôn để hết size mấy chị. Áo dài em bán rất là nhiều, nói thật. Áo dài em bán rất là nhiều luôn nha. Chị cái này mấy chị đi lễ cũng đẹp. Đi lễ đi nhà thờ cũng đẹp ha. Mặc chụp Tết cũng xinh, đi á hả chúc Tết mùng 1 Tết cũng đẹp nha. Giá áo dài là 320. 320 cho áo dài này nha mấy chị. Em có đầm mới về rất là nhiều luôn nha, đầm mới về đó đây. Đầm bò về áo dài đỏ bê. Dạ ok chị Trang Mai nha. Áo dài ren. Đó, size XL cho chị Nguyễn Trang Trang. Dạ, đầm đẹp, áo dài đẹp lắm mấy chị, màu màu cho chốt đơn. Đây nè, mấy chị nhìn nè. Cái form áo dài mấy chị gần nè. Xinh chưa? Xinh chưa? Cái này hơi rộng với em nha. Cái này em nếu mấy chị mặc vừa nữa sẽ xích vô rất là xinh đó. Ha, đây nè. Xinh ha.
áo dài này là ren mềm mà có lót cho mấy chế. Ren mềm mà có lót luôn. Tay nè, tay ren mấy chị nhìn cái tay nè. Ren xinh chưa? Ren xinh chưa? Giá là 320.000 cho cái đầm này. Xinh chưa? Áo dài xinh lắm, chốt liền cho em cái này đi, đây nè. Xinh ha, xinh cực kỳ. Màu đỏ, màu đỏ đây. Đợi em tí xíu nha, để em kêu màu bò lên, màu đỏ gì đó mình không thấy. Rồi mình không quay cơ, mình đọc 20 vườn. Ủa nhưng mà mình chuyển mãi nó ra. Cái đầm đó này nó có 3 màu nha mấy chị. Màu bò, màu đen và màu đỏ nha mấy chị. Bò, đen, và đỏ. Đó, thích màu nào chốt màu đỏ chen. Thích màu nào chốt màu đỏ chen nha mấy chị ơi. Có 3 màu lận, mới về luôn, mới về xuất thị. Đem đứng cho mấy chị coi cái phơm áo dài cái. Đây, kiếm chỗ đứng không có. Mấy chị thông cảm cho em đây nè. Cái phơm áo dài xinh lắm. Và kèm cho mấy chị là cái chân váy nè. Cái chân váy lót, có đây là lót lưới mấy chị nha. Giá là 320.000. 320.000 cho cái áo dài này. Mấy chị nhìn em cái lớp lưới nè. Lớp ren nó xinh cực kỳ. Ren mềm và ren này giống như là hoa mai mấy chứ. Ren này giống như hoa mai vậy đó. Giá 320.000 cho ren này. Alo, alo mấy chị ơi, cho em một nút chia sẻ nha mấy chị. Áo dài đẹp quá, chị nào mới vào là phải hốt liền con này. Áo dài này em mới về giá 320, em còn size từ 60 đến 100 kg nha. Em sẽ còn size từ 60 đến 100 kg chốt liền. Dạ chị Nguyên Phạm lấy áo dài cho em xin size của mình nha chị. Chị Nguyên Phạm ơi, nhiêu ký chị Nguyên Phạm ơi, chị cho em số ký để em nốt lại luôn nha chị. Xinh lắm, xinh lắm mấy chế ơi, phải hốt liền cho em con này. Xinh cực kỳ. Ti cho chị cái kẹp. Chị Quỳnh Phạm 70 70kg hả chị hả? Chị bao nhiêu ký vậy? Để chị cho số đi, đừng có đẩy. Đợi em tiếng nha mấy chị. Chị Quyên ơi, cho em xin số ký đi rồi mới size cho chị nha. Em chưa có nốt số ký của chị á chị Quyên. Chị lên số ký cho em đi làm nốt thông tin. Rồi em lên cái. Trời ơi áo dài đẹp lắm mấy chế ơi. Em ở lại đây mấy chị. Đây nè cái áo dài ren xinh dữ lắm luôn. Ủa, cái đầm mới đâu. Chị Nguyễn Phạm nó gương mà ít lên thôi. Đây em lên cái đầm này, đầm nhung nè. Đầm nhung ngọc treo 71kg ít lờ. Đây vô mấy đứa rồi. Đây nè mấy chị, đây là ngọc trai nha. Ủa nãy ai hỏi chị Trần Thị Khánh Ly đúng không? Chị Khánh Ly gì vào chưa ta? Cái đầm này nè mẹ mặc được cái chị nha. Em có size lận, em size từ 60 đến 100 kg mà. 60 đến 100 kg em có size cho mấy chị luôn. Em có size từ 60 đến 100 kg nên mấy chị thật thoải mái nha. Đó, đầm phơm đẹp cực kỳ. Cái phơm nhung này đẹp cực kỳ luôn, giá 300. Giá 300 cho cái đầm này. Trời ơi cái đầm nhung mà mấy chị, ngọc trai của nó là ngọc trai đính tay hết nha. Ngọc trai đính tay chứ không phải dán đâu mấy chế ơi. Ở phía sau là có bo chun co giãn thoải mái nè. Phơm này mặc lên sang cực kỳ. Mang một đôi guốc, một cái túi xách màu trắng thôi là đẹp nhất nách. Đẹp nhất nách luôn á, giá 300 nha. Này có màu đen và màu trắng luôn. Cái đầm em đang cầm là có màu đen và màu trắng nha. Đầm em đang cầm có đen và trắng. Đây, đây là đen. Đây là mẫu đen. Đây là đầm đen nha. Em đang cầm đầm đen nè, có đen và trắng. Thích áo dài có quần không em? Dạ áo dài này kèm váy chị Quyên nha. Chị kèm muốn có mẫu áo dài có quần không? Tại vì bên em áo dài có 3 mẫu, 4 mẫu lận anh chị. Cái này là chân váy chị Quyên. Chân váy xinh lắm, chị yên tâm đi. Mặc rất là cưng luôn á. Cái phơm đẹp lắm. Xinh ha. Cái này áo dài cưng lắm mấy chứ ơi. Đây nè, tối nay em chụp hình là mấy chị chết với em. Tối nay em sẽ chụp hình lên. Phơm đẹp lắm mấy chế, đừng có tưởng là quần hay váy. Tại vì sao, đây là cách tân rồi mấy chị ơi ha, cách tân rồi. Đây là cổ ngọc trai, cổ ngọc trai lưới lưới nha. Đấy, ok, dạ ok. Cái áo dài của mình là kèm nha mấy chế, không phải bán áo không nha. Áo dài là kèm áo và cả quần luôn ha. Nếu mà không có quần thì sẽ kèm váy cho mấy chị nha. Áo dài bên em bán là kèm hết, là nguyên bộ nguyên set đó. Đây rồi em đưa lại hai màu cho chế nào mà cần đang đi tiệc cho mẹ ha. Đây màu đen và màu đỏ. Màu đen và màu đỏ. Thích màu đen chốt màu đen cho em hen. Thích màu đen thì chốt màu đen.
thích màu đỏ thì chốt màu đỏ. Rồi em qua, em sẽ lên hai cái đầm này, hai cái đầm này đây, em có đen và đỏ luôn, em có hai màu đen đỏ cho mấy chị lựa chọn đi tiệc, xinh dữ lắm. Tay phòng, cái này là tay phòng sơn. Áo dài đen 320 nha chị, cho mình coi. Áo dài ren này có 320 à, mặc sướng lắm chị ren, chị con Huỳnh ơi. Cái ren nó xinh dữ lắm mấy chị. Em để gần cho mấy chị coi chiếc ren của nó. Ren thứ nhất là mềm, thứ hai là nó có họa tiết á, là giống như bông mai mấy chứ. Như là bông mai à, rất là xinh. Rất là xinh luôn, tay của nó nè. Trời ơi, tay ren mềm mại nhẹ nhàng. Mấy chị mặc ở ngoài chụp hên hình lên bảo đảm rất là thước tha luôn, rất là thước tha mềm mại, chốt liền con này kem nha. Cái vải này không coi giãn mấy chị nha. Nhưng mà đẹp lắm, nó có trừ hao cho mấy chế rồi nha. Rồi, đầm nhung. Đầm nhung đi tiệc nè, tiệc tùng sắp tới rồi, tiệc cuối năm, tiệc tất niên. Nên sắm những cái đầm nhung để mấy chị mặc đi tiệc nha. Đầm này là 300 ngàn, có size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg, có đen và có đỏ. Có đen và có đỏ tay phòng nha, mặc lên rất là cưng luôn mấy chị. Mặc lên rất rất là sang luôn, mấy chị nhìn để ý trên cái tay phòng nè. Cái độ phòng của tay rất là sang nha. Hả? Độ phòng nè, mấy chị nhìn cho em độ phòng nè. Giá 300 nghìn cho cái đầm đỏ này thôi. Giá 300 nghìn cho cái đầm đỏ đi tiệc bằng nhung cổ ngọc trai. Em có hai màu cho mấy chị lựa chọn, màu đen và màu đỏ. Màu đen và màu đỏ xinh lắm. Phơm là phơm chữ A, ở phía sau là có bao chun cho mấy chị. Phía sau có bao chun. Đây nè. Mấy chị ơi chấm chấm chia sẻ lên cho em nha. Chấm chấm chia sẻ lên cho em. Đây nè. Nô no, cái bo chun coi dạng thoải mái lắm nha. Đây là màu đỏ nha. Màu đỏ mấy chị có thể là đi ăn tất niên, Noel cũng sử dụng được. Tết Tây cũng đi chơi được, Tết Ta cũng được. Mấy chị mùng 1 Tết đi chúc Tết cũng xinh. Đó, đầm này giá là 300 nghìn cho đầm này. Màu đỏ và màu đen nha mấy chị. Màu đỏ và màu đen. Đây là em lên cầm lại lên màu đen cho mấy chị. Em lên lại màu đen, đây, đầm đen. Thích đầm đen, chốt đầm đen nha. Giá 300. Rồi em sẽ lên siêu phẩm bên em bán hoài luôn mấy chị. Siêu phẩm bán hoài luôn. Đây nè. Cây đầm ngọc trai nách mấy chị nhớ lần trước cái đầm ngọc trai không? Ngọc trai nách á, em chỉ về màu đen thôi, hôm nay em đã về cho mấy chị màu đỏ luôn rồi. Em đã về thêm màu đỏ cho mấy chị. Ha. Chị nào lần trước á đã mua màu đen rồi mấy chị biết phơm cực kỳ sang và đẹp đúng không? Sang giả mang luôn á, đây nè, cái phơm đen đẹp ha. Tay này sẽ là tay lỡ ha, tay lỡ và che khuyết điểm bắp tay rất là tốt luôn mà còn lịch sự nữa. Rồi chốt liền màu đen, nếu thích màu đen, lần trước chưa hốt được hết size của mình thì hốt liền con màu đen kem. Đầm nhung đen ngọc trai nách giá 320, ủa 300 ngàn 300 300 ngàn mấy chị, đầm ngọc trai nách màu đen giá 300. Mấy chị nhìn em để ý kem là ngọc trai xinh không? Ngọc trai đi viền từ cầu vai cho đến nách luôn. Đó. Rồi, chị nào thích chốt cho em. Đầm này là ngọc trai nách màu đen nha. Ngọc trai nách màu đen phơm A và dài qua gối. Phơm A và dài qua gối, em có thêm màu đỏ nữa. Em có thêm màu đỏ cho mấy chị. Đầm ngọc trai nách giá 300. Màu đỏ nó hơi bị đỉnh nha. Màu đỏ là nó hơi bị đỉnh luôn đó mấy chị. Mấy chị nhìn cái phơm cho em đi. Cái phơm ngực, phơm eo nè. Đó, và còn cái phơm nè. Cái áo khoác thì em áo khoác khỉ ở ngoài, áo khoác nhỏ mấy chị, mặc kèm ngọc trai. Ngọc trai này á đi viền hết xuống cái cổ luôn. Đây nè, nó từ cổ cho tới hết cái nách luôn. Giá 300 ngàn cho đầm này. Đầm này có bo chun co giãn ở phía sau cho mấy chế nha. Đầm nhung 300 ngàn. Đầm nhung 300 ngàn còn size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg hốt ngay và liền cho em con này giá 300. Giá 300 ha. Rồi em lên cái đầm đen. Cái đầm đen này em có một màu duy nhất thôi là màu đen và có hai nơ. Em có một màu duy nhất là màu đen và hai nơ. Cái này sẽ là đầm ngọc trai nhá, ngọc trai và đính đa đính ngọc trai tay hết nha mấy chị. Ngọc trai đính tay không phải dán đâu nên rất là đẹp. Giá có 300 ngàn thôi. Có 300 ngàn cho đầm này thôi, phơm suông. Đầm này là đầm phơm suông, giá 300 ngàn bao gồm hai ngọc trai mấy chị, hai nơ hen, hai nơ, nơ trên và nơ dưới là ngọc trai đính đa. Ngọc trai kết tay hết mấy chị nhìn nè. Ngọc trai kết tay nha, không phải dán đâu. Giá là 300 ngàn. 300 ngàn cho đầm này. Đó, mấy chị chấm chấm nói chuyện tương tác cho em lên nha. Mấy chị cần đầm gì báo cho em nha. Cần đầm gì thì cứ báo cho em.
Trời ơi cái đầm này xinh lắm. Thiệt. Phơm suông nước dễ mang dễ mặc luôn, dễ phối đồ, sự kiện nào mặc cũng được ha. Sự kiện nào mặc cũng được cái đầm đen này hết, giá 300 nghìn. Giá 300 nghìn cho đầm đen này. Em sẽ lên tiếp cho mấy chị nè. Rồi. Đây. Có chị nào mà tụi tin dễ thương muốn đăng động trẻ chung thì phải hốt con này cho em. Con này 280. Con này chỉ cái đầm này chỉ có 280 nghìn thôi, mấy chị phải hốt liền. 280 nghìn cho đầm này. Đầm này mấy chị đi tiệc tùng cũng dễ thương, đi hẹn hò cũng đẹp nữa. Giá 380. Ủa 280 lộn. Đọc lộn mấy chị ơi, xin lỗi mấy chị, 280 nha. Đầm nơ, cái này là đầm nhung nha, đầm nhung phối von. Cái này là tay von. Tay von kèm với mấy chị là nơ phối nơ nè. Giá 280 cho đầm này. 280 cho đầm. Đầm nhung phối nơ nha. Đầm nhung phối nơ 280 mấy chị ơi. Đầm nhung phối nơ 280.000. Đây là cái nơ là xinh lắm. Giá 280, chị nào thích cái đầm này chốt liền cho em đầm này. Chốt liền cho em đầm này giá 280 nha, xinh cực kỳ. Ở phía sau có bo chun cho mấy chị luôn, có bo chun cho mấy chị giá 280 ha, 280.000 đầm này. Em có size từ 60 đến 100 kg mấy chị. 60 đến 100 kg có size, còn size luôn, còn đủ size. Chốt ngay và liền cho em đầm này giá 280. Hello, hello chị Hạnh Nguyên, hello chị Hiền ốm nha. Mấy cảm ơn mấy chị chấm chấm tương tác cho em nha, chấm chấm thả kim lên cho em nha mấy chị. Chia sẻ cho em nha, em mới thấy có 7 lượt chia sẻ thôi. Ủa 82 lượt chia sẻ rồi. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đây, đây là cái đầm yếm nha. Cái đầm yếm này á, lâu lắm mình không xuất hiện á. Mấy bữa nay về cũng nhiều, cũng lâu rồi đó mấy chị ha. Cái đầm yếm này mặc rất là sang và cưng. Đầm yếm, đầm yếm ngọc trai giá 300.000. Đầm yếm ngọc trai giá 300.000. Đây mấy chị nhìn phần yếm cưng ha. Cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Mặc yếm xong mấy chị khoác áo lông hoặc là áo khoác nhẹ nhẹ cũng cưng nữa. Giá 300.000 cho đầm này. Đầm này em có 32 màu tất cả, màu đỏ và màu đen. Màu đỏ và màu đen nha. Ủa. Cái tin nhắn mình đọc được trên đây là em đang mặc đầm hả? Đợi một xíu. Dạ đúng rồi chị Thúy Nguyễn Thị ơi. Cái này là áo dài. Áo dài nghe chị. Não chưa kịp loát gì. Đây là áo dài chị. Áo dài xinh lắm. Đây nè. Áo dài này, áo dài ren mềm nha. Áo dài ren mềm và cực kỳ sang luôn. Đây. Cái ren nó là mấy chị nhìn đi. Ren mềm và hoa. Ren của nó là ren nổi hoa nó mới chế. Đẹp lắm và kết ngọc trai. Giá 320. Đợi, để gần cho mấy chị coi cái form ren của nó nè. Cái form ren nó đỉnh lắm luôn á, siêu siêu đỉnh luôn. Giá 320.000 cho cái áo dài này. 320.000 cho cái áo dài này. Áo dài này sẽ kèm cho mấy chế là cái quần, cái váy nha. Cái váy nè, kèm cho mấy chế sẽ là cái váy. Giá 320.000. Nó có màu đen cái. Hả? Áo dài màu đỏ, màu đỏ ren, chốt ngay và liền cho em chị ơi. Thúy Nguyễn Thị ơi, mấy chị có thể đi Tết cũng đẹp, đi đám cưới cũng xinh nữa, rồi đi lễ nhà thờ cũng đẹp nữa. Áo dài mới về nha chị Thúy Nguyễn Thị. Áo dài mới về, áo dài mới về nha. Giá 320 thôi, em đứng gần cho mấy chị coi là chất cái ren nổi đó mấy chị. Cái ren này nè, đứng gần cho mấy chị coi chất ren. Ở bên trong có lót cho mấy chị luôn. Đó, xinh chưa, xinh chưa. Xin chưa, xin chưa à. Trời ơi, em nói thiệt nha. Mấy chị mua về mặt sướng dữ lắm. Đây nè, cái ren á. Mấy chị để cho em cái ren, em cúi xuống thôi. Đây nè, cái ren vừa caro vừa phối cho mấy chị là hoa. Cái ren này đỉnh nha mấy chị. Trời ơi, cái ren này đẹp lắm. Cái ren là mình sang á mấy chị. Giá 320 cho áo dài nha. 320.000. Em lên lại mấy mẫu mới về cho chị Thúy Nguyễn Thị coi nha chị. Đây. Chị vô sau. Đây em đưa vô lại, em đưa lại mấy cái đầm mới về cho mấy chị mới vào nha. Em mới về, mới vào đây nè. Cho chị Thúy Nguyễn Thị coi mấy cái đầm mới về. Cái đầm này em mới về nè mấy chế ơi. Giá 280 thôi. 280.000 cho cái đầm khuyết eo. Và có cái cài đá cho mấy chị nè. Có cài đá cho mấy chị nha. Giá 280.000. Đây 280.000 cho đầm này. Em có 3 màu phơm chữ A. Cái đầm này sẽ là phơm chữ A và dài qua gối. Em cao 1m62 ha, nặng 60kg là mặc size L. Và cái đầm này dài qua gối. Em có nâu. N-
nó có tất cả ba màu nha anh chị, màu nâu bò nè, màu đen và một con màu đỏ. Em có đen luôn, em có đen nha. Đây em có đen cho Miếng Chế, thích màu đen chốt đen. Màu đen và đây sẽ là màu cuối cùng màu đỏ. Màu đỏ nó siêu siêu hot luôn. 280.000 nha anh chị, có tất cả 4 size 60 đến 70 kg mặt size L, 70 đến 80 kg mặt size XL, 80 đến 90 kg mặt size 2X, 90 đến 100 kg mặt size BX nha mấy chị. Đây cái đầm đỏ này nè. Mặc thời tiết này là cực kỳ hợp lý luôn đúng không mấy cha? Đầm này mới đi mấy kiểu thể là đi Noel đó, hoặc là đi tất niên vẫn xinh. Đơn giản thôi. Giá 280, em còn size, em mới về sẽ còn size tới 100 kg luôn nha. 60 đến 100 kg là em còn đầy đủ size. Hốt ngay và liền cho em con này. Đây sẽ là màu đỏ nha. Màu đỏ, màu đen. Đây là màu đen nè mấy chị. Đây là màu đen nha. Cái này áo đầm khuyết ngực màu đen. Và màu này sẽ là màu nâu bò á. Màu nâu bò. Xinh không? Chị đầm đỏ 80 kg nha. Ok chị Thiến Nguyễn Thị nha. Đây, cái đầm này nè. Xinh. Cái màu này mấy chị đừng nghĩ là nó già không hề nha mấy chị ơi. Cái này mặc lên cực kỳ trắng da luôn á. Mấy chị đi những chỗ giống như là hơi hoài cổ hoài điệu đó, mấy chị nhìn mặc những tông màu này là chụp lên cực kỳ trắng da và hắt chén nữa. Giá 280.000 cho cái đầm màu nâu bò này nha. 280.000 thôi. Đây. Nãy em có mặc cái chị Thúy Nguyễn Thị cực kỳ xinh. Cái kiểu này nữa cắt không phải là hình tròn như trơn mà là hình oval đó mấy chị. Xinh xinh lắm. Rồi. Em lên cái đầm mới về tiếp. Đây. Cái đầm nơ cực kỳ xinh tuổi tin nha, dễ thương lắm. Cái đầm phơm su màu đỏ. Phơm su màu đỏ là giá 300 nha. Phơm su màu đỏ là giá 300, mấy chị nhìn em cái nơ nè. Cái nơ định hình nó vừa to vừa đẹp mà vừa thẳng nữa, rất đẹp. Đầm này giá 300. Phơm su có size cho mấy chị từ 60 đến 100 kg. Phơm su nha mấy chế, phơm này phơm su mặc thoải mái lắm. Đây là phía sau. Cái vải nhung này nó mềm hơn đợt trước nha mấy chế ơi. Cái vải nhung này mềm hơn đợt trước. Mấy chị nhìn em cái tay phòng nè. Cái tay phòng cực xinh luôn mấy chị thấy không. Cái tay độ phòng của nó che khuyết điểm rất rất là tốt nha. Che khuyết điểm cực tốt luôn. Giá đầm này sẽ là 300.000. 300.000 cho đầm này. Trời ơi mấy chị mua về đi. Hai mẹ con cùng mặc cũng đẹp nữa. Chụp hình Tết cực xinh. Chụp ảnh gia đình đó mấy chị. Chụp mấy này nè, chụp ảnh gia đình trong studio hoặc là mấy chị có thể hả đi ra ngoài chụp hình ăn uống hay chụp hình hai mẹ con cũng xinh. Giá 300.000 cho đầm nơ trắng nha. 300.000 cho đầm nơ, đầm đỏ nơ trắng. Mấy chị bà ghi cho em là đầm đỏ nơ trắng và kèm số ký, bên em sẽ lấy size cho mấy chị nha. Đầm đỏ nơ trắng kèm số ký ạ. Xinh quá à, chốt liền đi mấy chế ơi. Cực xinh luôn, ở phía sau là nhung luôn nha. Nhung hết. Và có cái nơ thôi, cái nơ là vải. Áo dài xinh nha, chị nào thích thì chốt liền cho em con này. Áo dài xinh lắm. Chốt liền và nghe cho em con này. Áo dài cổ tròn mấy chị, rất là thoải mái, không bị kẹt cổ gì trơn, rất là thoải mái. Và có ngọc trai cho mấy chị nè. Giá 320.000. Đây, em lên cái đầm ren nè. Cái đầm ren này em bán nhiều đợt lắm luôn mấy chị nhớ không? Cái đầm ren này giá là 220 thôi, giá cực kỳ mềm luôn. Đầm ren mềm nha, đầm ren mềm giá 220.000. Chị nào thích ren, thích màu trắng á, muốn thay đổi mà phong cách, muốn thay đổi màu thì chốt liền con này. Giá có 220 thôi ha. Đầm này giá là 220 à. 220 cho ren mềm màu trắng, cổ lá sen. Đó, 220 cho ren mềm màu trắng cổ lá sen nha. Đây. Hello chị Vân Võ nha. Mấy chị chấm chấm tương tác nói chuyện với em lên nha. Mấy chị chấm chấm tương tác nói chuyện với em lên ha. Đầm lên chưa? Đầm lên rồi. Em lên tiếp. Đây. Em sẽ lên một cái đầm nhung mềm. Em sẽ lên lại cái đầm nhung mềm cho mấy chế. Cái này là phơm dài nha mấy chị. Phơm kiểu hả quý phái sang trọng là chốt phơm này cho em. Phơm nhung mềm. Nhung mềm giá 300.000 cho đầm này. Đầm này giá 300.000 nha. Cái đầm này là cái phơm dài á. Phơm này là tới bắp chân mấy chị. Phơm áo, phơm này là gì? Nhung. Nhung tới bắp chân nha. Và cổ ngọc trai giá 300.000. 300.000 còn size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg thì mấy chị cứ chốt và báo số ký em sẽ lấy size cho. Cứ báo số ký em sẽ lấy size. Mấy chị nhìn cái dùng cái độ xếp ly của nó nè, cưng lắm. Cái xếp ly dễ thương lắm luôn, tới bắp chân nha. Tới bắp chân luôn, che phủ bắp chân rất là tốt. Chế nào thích á,
kiểu mà hả phụ bắp chân, che khuyết điểm tốt bắp chân thì chốt liền cho em cái đầm đó nha. Rồi tiếp tiếp lên con hai dây này là tay cánh tiên, hai dây cánh tiên nó là tới vai luôn mấy chị ha. Giá 300.000, giá 300.000 cho cái đầm đen ngọc trai hai nơ này. Đầm đen ngọc trai hai nơ này giá 300.000 nha mấy chị, xinh lắm ha mấy chị, thiệt á. Ở nhà mình có áo khoác lông hoặc là những cái gì mà lông ấm chị choàng nhẹ thôi là đủ sang rồi. Giá là từ size từ 60 đến 100 kg, 60 đến 100 kg là còn size cho mấy chị nha, còn size cho mấy chị. Đây giá 300.000, đầm giá 300.000, chị nào thích chốt ngay và liền cho em giá 300 nha. Đây em lên cái đầm nhung này đây, cái đầm nhung này có chị nào lần trước á là bị hụt không, không có mua được cái đầm nhung này không. Cái đầm nhung ngọc trai full cổ luôn, ngọc trai full cổ giá 300.000 cho đầm nhung này. Nó có cho mấy chị là dây beo á, dây beo là đá, giá 300.000 cho đầm này nha. Thích chốt ngay và liền cho em con này đi, đợt trước mà chưa chốt được là phải chốt liền. Cái này là bo chung nè mấy chị, dễ thương không, có lưới nữa, rất là cưng luôn á. Giá 300 cho đầm này nha, chị nào thích chốt ngay và liền cho em 300. Mấy chị ơi, tiệc tùng sắp tới rồi, chốt ngay và liền để còn kịp ship cho mấy chị đi tiệc nữa nha. Chốt liền đi mấy chị, giá 300. Đây, 300 con này nha, 300 cho đầm này. Áo dài em đang mặc giá 320 mấy chị. Áo dài em đang mặc là giá 320, và kèm cho mấy chị áo và cả chân váy luôn, áo và chân váy. Áo dài yếm nữa nha, em có cái áo dài yếm nữa. Áo dài yếm tím đây nè, áo dài yếm màu tím giá 300.000. Áo dài tím màu tím giá 300, kèm cho mấy chị là cái quần màu trắng nha, cái quần màu trắng giá 300 mà đẹp dữ lắm luôn. Mấy chị nhìn cho em cái form đi, xinh chưa, xinh chưa mấy chị ơi. Áo dài yếm kiểu giống như là cái này là lụa đúng không, cái này là lụa đó mấy chị, đẹp lắm, nhìn rất là thước tha luôn. Áo dài tím và kèm cho mấy chị là cái quần màu trắng, kèm cho mấy chị cái quần màu trắng giá chỉ 300.000 thôi mấy chứ không mua thì mình đến lúc nào mới mua mấy chị. Đây nè, kèm cho mấy chị là cái quần màu trắng luôn, quần trắng và áo tím. Chị nào thích quần trắng áo tím chốt liền cho em quần trắng áo tím nha, giá 300. Quần trắng áo tím giá 300. Mấy mẫu sắp lại cho em không? Rồi tiếp nha mấy chị. Tiếp đây em lên cái áo dài. Áo dài này là áo dài yếm màu trắng với lại chân váy đen. Áo dài trắng, yếm trắng và chân váy đen. Áo dài em mặc em mặc vừa gì? Áo dài em mặc vải gì vậy? Dạ vải của em là cái vải kiểu giống như vải phôn ren á mấy chị ơi. Ren, ren mềm mà có lót bên trong cho mấy chế. Đây là ren nè mấy chị. Ren nha. Đây là ren, ren mềm mà có lót bên trong, lót bên trong giống vải satin đó mấy chứ. Đây nè, vải satin. Và kèm cho mấy chị là cái chân váy nha, cái chân váy có thun đó mấy chị, không có sợ mà nó chật nha. Cái áo dài này á, đã có trừ hao cho mấy chị rồi nên mấy chị không có cần sợ chật nha. Cứ báo cho em số ký rồi em sẽ lấy size cho mấy chị mặc nha. Cái ren này đẹp lắm chị Hiền ơi, đây nè, chị nhìn cái ren đi, ren đỏ. Ở phía trên đây sẽ là caro, caro phải không? Caro, và ở đây sẽ là hoa, kiểu giống như hoa mai, xinh lắm, kiểu giống như trang hoa mai vậy á. Giá 320. Cái áo dài là giá 320 nha mấy chế ơi, 320.000 cho áo dài em đang mặc. Áo dài đỏ mấy chị đi tiệc cũng đẹp mà chúc Tết càng xinh nha. 320 kèm cái chân váy nè, kèm cái chân váy đây nè, em để gần cho mấy chị coi cái chân váy xinh lắm. Phải nè, cái quần nè, cái lưng thun co giãn thoải mái đẹp lắm mấy chế. Chốt liền cho em. Dạ ok, chốt áo dài đỏ chị Huyền Nguyễn là 75kg XL. Ok, giá 320 nha chị Huyền ơi, đẹp lắm, về đi chị mặc sướng dữ lắm. Mặc đi lễ cũng xinh đó, chị nào mà ví dụ lễ nhà thờ vẫn đẹp như mấy chị. Rồi, em lên áo dài yếm tiếp nha. Áo dài yếm là đây. Cái này là áo dài yếm trắng. Ủa, ngược rồi mấy chị ơi. Áo dài yếm, yếm màu trắng kèm cho mấy chị là chân váy quần đen. Ở chân váy đen, chân váy đen. Nay Yên đi đâu rồi Phi? Vậy chị Yên đi lấy ngày mai 12 giờ trưa là tụi em bắt đầu live phim mới nha mấy chị ơi. Phim về nhiều lắm. Đây chân váy, dạ.
Đây đây mấy chế ở lại với em đi nha. Út Yên có về kịp thì thả thằng Theo cho nha. Chị Yên đi dành hàng riêng cho mấy chị á. Trời chắc cũng đang giặt lộn quýnh lộn chứ á. Đông lắm. Đông lắm mấy chị ơi. Đây em lên cái áo dài yếm, áo dài yếm trắng và kèm cho mấy chị là cái chân váy đen. Chân váy đen nè, áo dài yếm trắng. Thích yếm trắng mấy chị hốt liền, đừng ngại gì hết nha, đừng ngại gì hết, đẹp lắm. Áo dài yếm rất rất là đẹp luôn, giá là 300 nghìn cho áo dài yếm nha. Màu trắng, chị nào thích trắng chốt trắng nha, thích tím chốt tím và em lên cái màu cam. Em sẽ lên màu cam cho mấy chế nè. Alo, alo mấy chị ơi, mấy chị đâu rồi, thế chị với em đi. Đây là áo dài yếm cam. Áo dài yếm màu cam cũng xinh nữa đó mấy chị. Áo dài yếm cam cũng xinh và kèm cho mấy chị là cái quần đen nha. Cái áo dài yếm màu cam kèm cho mấy chị là cái quần đen. Nơ trắng sau lưng là gì? Nơ trắng sau lưng đó là đầm nhung với những gì, để em lấy cho chị coi. Mấy chị cứ cần gì thì mấy chị cứ báo lên giúp em nha. Em lấy em lên lại cho mấy chị. Đây nè, đây là cái quần đen kèm với lại cái yếm, áo dài yếm nha. Cái quần đen này kèm cho áo dài yếm, để xuống đây để chị chút nha. Đây nè, áo dài kèm cho mấy chị là cái quần đen, xinh lắm luôn. Em lên cái yếm này xong em lên đầm liền, đợi em tí xíu nha. Đây, áo dài yếm nha, màu cam và kèm quần đen, giá 300. Chị nào thích áo dài yếm hốt liền cho em cái đầm này nha. Đây, em lên cái đầm. Đây nhung nè mấy chị, đầm nhung đỏ nơ. Đây chị Hiền Nguyễn ơi, cái này đầm này em mới về ngày hôm nay, em còn đủ size nha. Quan trọng là còn đủ size cho mấy chế thích, phải hốt liền trong ngày hôm nay để qua ngày mai. Nhiều khi á, khách em nó chụp hình inbox bên em á, em lấy hàng là hết size nha. Giá 300 nghìn thôi, 300 nghìn cho cái đầm nhung này. 60 đến 100 ký nha mấy chế, còn đủ size 60 đến 100 ký. Xinh quá, hốt liền đi mấy chế ơi. Em nói thiệt, mặc lên cưng dữ lắm luôn. Phơm suông, phơm suông lại che hết tất cả khuyết điểm của chị em mình luôn. Phơm suông mặc thoải mái đã lắm ha. Phơm suông cực kỳ đã luôn. Đó, giá 300 ngàn cho mấy chế thôi. 300 ngàn cho cái đầm nhung nơ trắng. Đầm nhung nơ trắng mấy chị, báo cho em số ký em sẽ lấy size. Đây, cái nơ nữa nè. Nơ của nó đã định hình cho mấy chị rồi. Nơ đã định hình cho mấy chị rồi, nên mấy chị không có sợ bị mất phơm nha. Không sợ bị mất phơm nơ cho em. Và nơ rất dày dặn mà vải rất đẹp. Vải rất đẹp, em để gần cho mấy chị coi cái chất phơm của nơ nè. Trời ơi, chị có xưởng cho em nó có nơ này thôi, không phải gắn đâu mấy chị, nó may đấy. Không phải gắn mà dán đâu nha. Mà nơ này tụi em đã dán, đã may cho mấy chị nha, không phải dán đâu. May rất chắc chắn luôn. Giá đầm này là 300 ngàn, chị nào ở đây thích chốt liền cho em đầm phơm suông này. Đầm phơm suông nơ, đầm đỏ nơ trắng nha. Đầm đỏ nơ trắng giá 300. Đấy, thích chốt liền nha mấy chị. Rồi, em lên xếp nè. Em sẽ lên xếp caro. Cái caro này á, không biết mấy chị mà có theo dõi thường xuyên Facebook không bên em không nha. Em có cái đầm này nè. Em mặc cái xếp này lên cực kỳ xinh luôn. Mặc xếp này lên cực kỳ cưng. Mấy chị nhìn cho em cái quần caro trước. Nhìn cho em cái chân váy caro trước là mấy chị ghiền. Đây, mấy chị nhìn cái chân váy caro xinh chưa? Cái chân váy caro mấy chị thấy chưa? Đẹp chưa? Cái chân váy caro này á, là mấy chị mua không là khoảng 180-190 rồi, đúng không? Mà bây giờ kèm cho mấy chị là cái áo nữa, áo thun nữa. Giá nguyên set 250. Giá nguyên set giá 250 thôi. 250.000 cho set caro này. Vải thun coi giãn mát, mịn sang, đẹp, chốt ngay và liền cho em nha. Chốt ngay và liền cho em cái set này. Đây nè, cái chân váy caro nó làm cho mấy chị cái đai đen đẹp lắm. Nó thiệt, ở phía sau là có bo chun cho mấy chị nè. May rất là chắc chắn ha. May rất chắc chắn và đẹp luôn. Đó, chị nào thích cho em cái set caro này, chốt ngay và liền cho em, giá là 250.000 thôi. 250.000 cho set caro đen này. Cái vải thun nó coi giãn đã dữ lắm mấy chị, thiệt. Mặc chung với lại cao gót cũng đẹp, mặc với giày thể thao cũng xinh. Nó thiệt mà. Mấy chị mặc em mang guốc á, em chụp hình là mang guốc đen nó xinh dữ lắm mấy chị ơi. Em mặc giày cao gót cũng xinh nữa. Mà mấy chị thích thể thao, thích đi tới lưu thoải mái thì mang cho em giày giày búp bê hoặc là giày thể thao. Giá set này là 250.000, bao gồm áo và cái chân quần, đúng không? Chân váy quần caro. Áo và chân váy quần caro 250.000. 250.000 nha mấy chị. Đó, 250.000 chiếc luôn. Bịt đi.
Rồi tiếp nè, em lên tiếp, đồ em đang mặc là gì? Dạ cái em đang mặc là áo dài chị Mai Ngọc ơi, mới về. Mới về em không dám tháo ra luôn á. Em muốn cho mấy chị mua ngày trong hôm nay liền. Tháo ra là ngày mai, qua ngày mai nó hết size mấy chế ơi, lấy liền. Cái áo dài mấy chế ơi, áo dài rất rất là xinh, mới về thất thì. Mới về thất thì, mấy chị nhìn cho em cái form nè. Cái form áo dài nè, cổ ngọc trai, cổ tròn nha, rất thoải mái cho mấy chị nè. Rồi, size của nó là tay bo, tay là ren, ren mềm. Mấy chị nhìn em có ren mềm xinh không? Ren của nó là giống như là hoa mai đó mấy chị. Hoa mai kết hợp với những là những cái này là gì vậy? Thì ngon, này là dứt dắt đó mấy chị ơi. Giá 320.000. 320.000 cho cái áo dài em đang mặc, kèm cho mấy chị là chân váy nha. Chân váy ren. Chân váy ren giá 320, kèm với chân váy ren giá 320 chị Mai Ngọc ơi, hốt liền đi. Để mai mốt là hết size nha mấy chị. Em mới về thôi, em còn đủ size tới 100kg rồi. Em mới về hàng nên sẽ đủ size tới 100kg cho mấy chị. Đây nè, cái chân váy nha, kèm chân váy chứ áo là 320. 320 cho cái set áo dài này. Xinh quá. Cái này tối nay em lên chụp hình nha, tối nay em lên chụp hình cho mấy chị. Xinh lắm, chốt liền đi mấy chị. Trời ơi, cái này mặc ra hả, chụp hình Tết là chết ngắt luôn á. Chụp hình Tết là chết ngắt luôn. Em cao 1m62 và nặng 60kg, em đang mặc size L bên em nha. Từ 60 đến 70kg là mặc L, 70 đến 80kg sẽ mặc XL, 80 đến 90kg 2XL và 90 đến 100kg sẽ mặc 3XL nha mấy chị. Áo dài này cưng lắm. Mấy chị phải lấy liền cho hôm nay để mai hoặc mốt là hết. Mai hoặc mốt là nó hết size của mình nha. Thì chị miếng nước đi Quỳnh. Một trời ơi, trời ơi. Ủa này là cái gì vậy? Rồi ok, cảm ơn em. Ren co giãn không em? Cái ren này là ren mềm, nó co giãn nhẹ nhưng mà mấy chị biết sao không? Cái chân váy á, đợi chút xíu em miếng nước mấy chị. Cái này nó không co giãn mấy chị. Nhưng mà nó có trừ hao cho mấy chị nha. Nó có trừ hao cho mấy chị rồi. Cái tại gì á, mình mặc á là có trừ hao rồi và có lớp lưới với mấy chị nè. Lớp lưới và phía trong là có lớp lớp lót. Lớp lót kèm với lại á, là cái chân váy là co giãn rồi mấy chế. Co giãn thoải mái lắm, không hề kích ngực đâu, đã trừ hao cho mấy chế rồi nè, mấy chị thấy không? Nè, nên rất đẹp luôn, hốt liền đi chị, hốt liền đi em. Cái ren nó mềm đẹp lắm, em nói thiệt, cái tà nó cũng đẹp nữa. Cái tà nó to mấy chị, nước xinh. Tà to xinh dữ lắm luôn á mấy chị, giờ 320 mấy chị đặt mai. Áo dài chắc không có đâu, hốt liền đi, hốt liền cho em. Yeah. Áo nhung đỏ cổ giá chị vừa không em? Áo nhung đỏ cổ đính đá, áo nhung đỏ. Áo nhung đỏ cổ đính đá. Dạ áo nhung đỏ tay dài em có hai mẫu lần chị Nhung. À bé bé cho chị có hai cái loại đó đi, một tay tay lỡ với tay ngắn nữa cơ. Chị Phương Trần ơi, em có hai loại lần. Em nghĩ là chị vừa eo chị bao nhiêu chị? Cho chị cho em lên số eo đi, em đo eo cho hai cái ba đẹp coi chị vừa không nha. Hả? Cho em lên số eo đi chị Phương Trần ơi. Cái đập em có hai mẫu lận. Một á là mẫu á tay sẽ là tay 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 ngắn, tay phòng, tay phòng. Một á là tay lỡ. Đây, đầm nhung cổ ngọc trai. Đầm nhung cổ ngọc trai. Đó. Em nghĩ là chị vừa, tại vì bên em á có 3 in, nhưng mà 3 in đó phía sau á nó có bo chun co giãn nữa nha. Có bo chun co giãn nữa. Chị báo số eo đi rồi em thử đo thử cho chị coi chị vừa rồi em, hả? Em lấy cho chị nha. Nó co giãn đã lắm, co giãn phía sau nữa nha. Em có size tới 100kg, chị cho em xin số nhiêu đi rồi em biết em đo cho nha. Đây, đây là đầm ngọc trai tay phòng. Đó, em có hai mẫu cổ ngọc trai nha. Đầm này sẽ là ngọc trai à, cổ ngọc trai tay phòng màu đỏ. Rồi, em lên tiếp nè, cổ ngọc trai, eo ngọc trai. Đó, đây là cổ ngọc trai và eo ngọc trai, nhưng mà tay này sẽ là tay lỡ nha. Tay lỡ, tay lỡ giá 300 hết nha mấy chị, giá 300 hết nha. Chị thích ưng mẫu nào thì báo cho em nha, ưng mẫu nào báo cho em rồi em kêu kho lấy cho em cái ba ịp rồi em đo số eo của chị vừa thì em lấy cho chị nha. Đây, còn áo ngực ở đâu vậy? Mới hay cũ? Hình như để trên đó. Hú hồn. Đúng rồi.
Trời ơi. Đây em lên cái bộ đồ này nè. Cái đầm này cực kỳ xinh. Cái đầm này là đầm thun co giãn. Thun co giãn dày dặn mà đẹp lắm. Cái đầm này đi công sở cũng đẹp, đi tiệc cũng xinh luôn. À, phối trắng cho mình ở trong mấy chị. Cái này là phối trắng nha. Đây là tay phòng nhẹ. Giá này là 280.000 cho đầm này. Eo 110, dạ ok, để em đo cho. Chị lấy mẫu nào chị Trần ơi, chị Phương ơi. Chị lấy mẫu nào vậy? Tay lỡ hay là tay phòng? Báo cho em luôn, tay lỡ hay tay phòng nha. Đây, em có con đầm này xinh dã man lắm luôn. Chị nào chưa có không? Chị nào chưa có, chưa thấy phải hốt liền nha. Chưa có, chưa thấy là phải hốt liền. Cái con đầm này hơi bị đỉnh luôn nha. À, em ơi, xếp quần dài 320 áo tay bị chật cho chị. Ồ khác nha, ta chị tay lớn vậy. Dạ chị coi Kim Phượng ơi, chị cứ tay lỡ đó, tay Bi ơi. Tay lỡ nha Bi. Em xuống lấy hàng đúng không Bi á? Dạ chị Cao Kim Phượng cứ nhắn tin. Cứ nhắn tin cho bên em đi rồi bên em sẽ xử lý liền cho chị nha. Đây, cái đầm đen nè. Cái đầm đen này mặc lên nó trắng mà nó đẹp. Trời ơi, nó không cần ủi luôn là mấy chế. Chế nào ở đây làm công sở không? Hoặc là hả làm cô giáo rồi đó, mặc vẫn xinh nha. Mặc đẹp, giả mang luôn. Giá 280 cho set này. Giá 280 cho cái đầm này thôi nha. Có đúng rồi, một cái eo đúng rồi. Có size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg chốt liền kem con này. Đó, chi. Ok. Đây em nói thứ chi coi, eo của chị là như eo 110. Em nghĩ là dư. Eo 110 đợi em nha. Eo 110. Chị ơi, em tới 110. Ủa. Đợi em đo lượng. Eo tới 120 lần chị. Cái đầm ba dịch đó eo tới 120 lần chị Phương Trần nha. Chị ok thì em lấy cho chị nha, chị Phương Trần. Eo tới 120 lần. Eo 120 cho con ba dịch bên em nha. Rồi, xích chốt cho em con đầm này nha. Nè, chị Phương Trần 300.000. Chị Phương Trần 300.000, ok không chị? Có gì báo em chốt nha. Em lay đơn. Rồi em sẽ lên tiếp. Ok, dạ ok chị. Eo tới 120 lần chị mặc thoải mái. Tại có bao chung mà, có bao chung. Bao chung phía sau thoải mái lắm. Đây, em lên một cái set caro. Và set caro này, set caro 2 dây. Set caro 2 dây này út mặc lên cực kỳ cưng luôn mấy chị. Có size từ 60 đến 100 kg luôn. 60 đến 100 kg chốt liền kem này. Mặc lên dễ thương lắm luôn. Cái này á hả, tắm máy mặc lên bẩn cưng nha mấy chị, nó thiệt. Cái set này là vừa mát, vừa đẹp, vừa dễ thương, chốt ngay và liền kem, giá 250. Này nhiều 240. Này set 240 mấy chị. Đó, set này chốt ngay và liền kem, giá 200. Này 200 mấy giờ? Nhớ không chị ạ? Cái này là 250. 250.000. 250.000 nha mấy chế ơi. Set này là set caro hình thôi. Và ô mà set caro. Mà set này set gì? Set bằng cờ. Không biết xếp gì, xếp trắng đen gì đó mấy chị ơi. Đó, thích chốt liền xếp này đi. Xếp này mặc mát mẻ, dễ thương lắm, dễ cưng lắm luôn. Giá 250. 250 cho áo 2 dây và kèm cho mấy chị là chân váy quần. Chân váy quần dài nha, gần tới đầu gối. Mấy chị đừng có sợ ngắn, mà có quần bên trong mà mấy chị sợ ngắn chi đúng không? Cái quần bên trong mặc đã lắm. Mà em báo cho mấy chị biết, cái vải này hơi bị đã luôn nha. Cái vải giống thun lạnh nha mấy chị. Vải giống thun lạnh thì mặc sướng lắm. Đây nè, mà dày dặn nữa, co giãn, dày dặn mà còn mát, đẹp, chốt ngay và liền kem. Set này set caro kèm với lại áo 2 dây ha. Set caro kèm áo 2 dây giá 250. 250.000 cho set này. Rồi. Qua tiếp nha. Rồi em lên cái đầm phom suông nè. Em sẽ lên một cái đầm phom suông cực xinh. Cái đầm phom suông này dễ mặc lắm, em nói thiệt. Đầm phom suông này nó che khuyết điểm tốt cho chị em mình lắm luôn. Đầm phom suông này nè, giá nhiều 260 thôi đúng. Giá có 260.000 cho cái đầm phom suông này. Cho cái đầm phom suông này thôi, 260.000. 260.000 cho cái đầm này. Em còn size cho mấy chị từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg cái phom này. Trời ơi, bầu bí mật bon chen vẫn được cho em, bầu bí mật bon chen được luôn mấy chị. Nhìn cái phơm đó nè, cái vải nó đỉnh dữ lắm luôn á, cái vải á.
cái vải đen bên em nó mai siêu đỉnh luôn á. Đó. Này là đầm đen ba màu đi mấy chị, đầm đen ba màu chốt cho em đầm này giá 260 nha. 260.000 cho cái đầm sơn suông này. Đẹp lắm luôn á, giá 260 nha. Giá 260.000. Rồi, em lên tiếp thêm một cái đầm phom suông cho mấy chị như là màu sáng hơn. Em sẽ lên tiếp cái đầm phom suông cho mấy chị cái màu sáng hơn. Cái đầm này sẽ là màu xanh. Màu xanh đây. Đầm màu xanh NI phom suông luôn, giá 260 cho cái phom suông này. Trời ơi mấy chị không hốt thì chừng nào hốt nữa mấy chị. 260.000 cho cái đầm này nha. Đầm phom suông mặt lưng cưng lắm mấy chị, đem ba lô cũng cưng nè, để túi xách vẫn đẹp, và cho em một cái đôi giày bata hoặc là giày búp bê càng cưng ha. Chốt cho em cái đầm này, em còn size từ 60 đến 100 kg nha, 60 đến 100 kg cho mấy chị thích kiểu mà phom suông nhẹ nhàng đứng lên ngồi xuống thoải mái, chốt ngay và liền cái đầm phom suông giá 260. Đầm phom suông giá 260 nha. Ôi cái đầm gì đây, em lên tiếp con này, em lên tiếp con đầm ren, con đầm đen ren còn size. Ủa này hàng sale mà mấy đứa để vô vậy, sale. Em có đầm nhu quần nhung sale nha mấy chị, quần nhung đang sale hôm qua 100.000, sale 100.000, chốt đi mấy chị ơi. Đầm nhung á, ai thích cái quần nhung không báo em lên quần nhung cho. Ai cần đầm nhung, ô lộn, quần nhung, quần nhung báo em lên quần nhung nha. Alo mấy chế ơi, mấy chế cần cái gì báo em lên đi nha, báo em lên em biết em bán, em biết em lấy cho mấy chị phơm. Đây cái đầm này sẽ là đầm riêng lấy ép Mai Ngọc. Ủa Mai Ngọc chị, Mai Ngọc lấy gì vậy chị? Bị Mai Ngọc ơi lấy phép hay lấy gì, chị Mai Ngọc lấy gì chị báo lại cho em nha, chị Mai Ngọc nha. Đây con đầm này nè, con đầm này giá 280.000 cho mấy chị thích kiểu tiểu thư công chúa là chốt ngay. Lấy áo dài đang mặc 85 kg cho chị Mai Ngọc. Dạ ok chị Mai Ngọc nha, giá 320 xinh lắm, em nói thiệt mà xinh. Ủa đây chị Mai Ngọc lấy rồi Ngọc không? Nãy Mai Ngọc có chưa vậy Ti? Chị che đó hả? Nãy thấy nhớ Mai Ngọc chốt rồi nè. Đó cái đầm ren này nè xinh không? Cái đầm ren này xin giả mang luôn để em nốt lại 85 kg cho chị nha. Chưa đúng không? Rồi lấy chị Mai Ngọc 85 kg 2x đi. Đây cái đầm ren này giá 260-280 nha. Chế nào thích chốt liền cái đầm này. Cái vải khung này đã lắm mấy chị, không cần ủi luôn á, nó xịn lắm. Và phối ren mà ren hơi bị đỉnh luôn á, ren hơi bị đẹp, giá 260. Nãy thấy set gì caro vuông vậy em? Dạ, set đó là set 2 dây á chứ. Set 2 dây caro vuông đẹp. Cái set đó mặc đỉnh lắm luôn á, sướng á. Set caro nó mặc sướng cực kỳ. Đây. Mai Ngọc. Đây. Mai Ngọc hay vậy. Đây. Đây, cái set caro vuông đây nè. Xinh chưa? Đây là chị Như Ngọc chốt liền đi, set thì đã lắm. Thế này mặc đi tắm được luôn đi. Em nói thiệt, cái vải của nó kiểu giống như là đồ bơi, nó mát, nó dày, nó mát nè, nó dày cực mà co giãn nữa chị Như. Giá 250, 250 cho set caro này, 250 cho set caro này. Mà caro này mấy chị đừng có sợ ngắn nha, nó dài gần tới gối mấy chị luôn, nhưng mà nó có lót bên trong nữa. Cái này là có quần lót bên trong, giá 250 thôi cái set này ha. Set này giá 250.000 cho set này caro vuông. Caro vuông đây, áo hai dây nè cưng không? Áo hai dây cưng lắm luôn á mấy chế. Đây nè áo hai dây cưng nha. Rồi giá 250, chốt ngay và liền cho em còn size nha, em còn size nha mấy chị. Chốt liền trên like nhiều khi còn size. Còn ví dụ như mấy chị coi lại á, coi lại chụp màn hình nhiều khi hết size mấy chị đó. Đây có cái quần nhung, có cái quần nhung này nè. Không phải quần dài hả em ơi? Dạ không, cái quần đó là chân váy quần. Chân váy quần hả chị ơi? Chân váy quần. À đúng rồi, em có cái quần dài này chị Như Nguyễn em lên luôn nha. Chị ngồi đó đi chị cũng kiếm quần dài đúng không? Em có con này, con set này nè. Set này là quần dài. Set này quần dài nè chứ. Cái này là áo nha. Áo, áo thun co giãn cô gái. Áo thun co giãn cô gái và kèm cho chị cái quần dài em ơi.
cái quần dài NI đây. Xin không? Cái quần dài NI. Giá set này có 200.000 thôi nha. Set em đang cầm giá chỉ 200.000 mấy chị ơi, chốt ngay và liền cho em. Set này giá 200 thôi, cái quần dài thun coi giãn thiệt. Cái thun này thun lạnh, em không biết thun gì mà nó đã lắm mấy chị. Coi giãn, mát, dày dặn, chốt ngay và liền cho em. Set này 200.000, set cô gái. Set cô gái giá 200.000, còn size từ 60 đến 100 kg. 60 đến 100 kg giá 200.000. Sao lấy hình chị in lên áo vậy bé kia? Ủa? Hú hồn luôn chị vợ phèo. Hello chị vợ phèo nha. Thiệt kỹ luôn đấy chị. Đây. Đó, chị nào thích set cô gái, chốt liền set cô gái giá 200.000. Đó. Chốt áo này, đồ này đi chị dễ thương lắm chị Như ơi. Dễ thương lắm, có túi hai bên cho mấy chị luôn. Có túi hai bên nha, giá 200. Giá 200 cho set này. Đây lên nhung, quên lên cái quần nhung này nè. Em còn mấy cái quần nhung thôi, mấy chị nên chốt quần này, sale có 100.000 thôi. Đây là quần nhung sale có 100.000 mấy chị. Nè, quần nhung màu bò. Đây, em còn size nha mấy chị, còn size L. XL hay XL còn nha. Đó, quần nhung chị nào thích thì cứ báo cho em đi, em kiếm lên còn số ký thì em lấy cho nha. Giá 100.000 cho quần nhung màu bò này. Cái màu bò này mấy chị mặc áo thun trắng cũng xinh nữa, hoặc là áo sơ mi. Áo sơ mi là hơi bị đỉnh luôn á. Nha. Cái quần nhung này là mau hốt đi mấy chị. Hốt nhanh nhanh cho em con này nha, quần nhung. Nhung một ít cho chị vợ phèo. Nhung nè. Nhung nè. Ok chị, giá 100.000. 100.000 cho chị vợ phèo kiếm cái quần. Ít ha, một ít lỡ cưng. Đó, chị nào thích nhung chốt nhung liền cho em con này nha. Thích nhung chốt liền, có 100.000 thôi, chốt liền đi, có 150.000 mà sale còn có 100.000 à mấy chị nè. Coi dũng thoải mái và đẹp lắm luôn nha. Đây nè, màu bò, một màu bò duy nhất hết đen rồi mấy chế. Chị vợ phèo vô sâu coi đầm chứ chị. Trời, đầm mới về đúng không chị vợ phèo ơi? Lên đầm cho chị vợ phèo coi. Lên đầm hai mẹ hại vậy. Rồi, không chị nào lấy nhung đúng không? Quay nhung nha. Không lấy quần nhung, em quay nhung nha. Đẹp quá trời luôn, chị không lấy. Đây chị dọn kèo em lên đầm nha. Em có đầm đẹp lắm. Đây, cái đầm này. Đầm này mới về là chị. Đầm này, quần nhung 80kg. 80kg rồi chơi. Chị không mặc đầm ti ư. Chị không mặc đầm ti ơi, dạ ok. Cái đầm này nè mấy chế ơi, chế nào mới vào chốt liền cho em con này. Chốt liền cho em con này giá 300.000 cho cái đầm nhung nơ trắng nha. Chị nào mới vào chưa thấy cái đầm này chốt ngay và liền đi. Nãy em chốt nhiều đầm này lắm luôn á. Cái đầm này giá có 300 thôi. Mà nơ nó to đẹp lắm. Chị Tâm Nguyễn Thị Minh ơi, chị có 6-7kg mà sao chị lấy quần nhung 80kg rồi chị? Chị Tâm Nguyễn Thị Minh ơi, em thấy nó thông tin là chị có 6-7kg, chị mua quần 80kg cho ai hả chị? Một bịch của vợ phèo hết rồi. Một bịch hết rồi hả? Sao cái nơ nhỏ thế? Rồi hot bây giờ, giới trẻ thích gì bự bự mấy chị ơi. Giới trẻ giờ thích gì bự to là thích. Chị phèo ơi, quần nhung chị hết rồi chị phèo. Thích chốt cho em nha, thích chốt cho em nha. Cho con chị. Rồi 80kg đấy bạn hay chị. 80kg, hay chị, đúng rồi. Ủa hôm qua chị thấy XL nhiều lắm đi đó. Cái quần nhung nhiều XL lắm thì nhớ không? Thì bèo bụi bay đem xuống rồi mẹ. Ừ, đi nè. Dạ ok, đợi em tí xíu nha. Đây em dẹp con nằm này. Một cục XL. Vậy chị lấy, chị lấy hai ịt đi. Dạ ok, hai ịt cho chị vợ phèo. Dạ rồi ok. Nhung này 100.000 nha. Chế nào mau mau còn ở đây mới hả thì hốt liền cái quần nhung này em lên lại nha. Xong rồi em qua luôn. Cái nhung này 100.000, chị nào thích lấy liền ngay và liền cho em. Chỉ có ngày hôm nay thôi nha. Cái quần nhung này xinh dữ lắm. Bán 150 á, bán 100.000 mấy chị. Đây nè nha. Chị nào thích á thì cứ báo cho em đi, rồi em sẽ lấy cho mấy chị nha. Thằng teo giá có 100.000 thôi. 100.000 cho quần nhung. Quần nhung màu bò. Mấy chị quần nhung bò sang lắm luôn á. Sang mà dễ mặc nữa.
mặc áo sơ mi cũng xinh, áo khung xinh. Bây cho chị quần tập không em, có quần tập không em, quần tập thể dục đi, tập thể dục này là chị nhét trong chị với chị nhét em, chị mua đầm mặc cho trong thương chị bật nhau. Có đầm coi đầm nâu sau lưng bé, dạ ok chị Hoàng Phượng nha, ok chị Hoàng Phượng. Cái đầm nâu này em mới về em có ba màu đi chứ ơi, chứ dữ lắm, xin cực kỳ. Ủa mấy đầm chính là quần tập thì để tối nay phòng chị em có ba màu. Cái đầm này em mới về, cái mới về ngày hôm nay luôn biết chứ. Đây đầm mới về ngày hôm nay, giá là 280.000 cho đầm em đây. Đầm em đang cầm nè, có ba màu nha, màu nâu. Cái màu nâu bò này xinh lắm luôn, giá có 280.000 thôi. Đó, chị nào thích chốt cho em cái đầm nâu này giá 280. Em còn size từ 60 đến 100 kg, 60 đến 100 kg, chốt liền cho em đầm này ha. Chốt liền cho em đầm này giá 280. Em có ba màu mấy chị. Màu nâu, màu đỏ, màu đỏ và màu đen. Màu đỏ và màu đen mấy chị. Đây là màu đỏ nha. Đâm mặc đi chị còn theo. Màu đỏ, đây là màu đỏ xinh lắm. Mấy chị mặc đơn giản mà form của nó, form đứng nó đẹp dữ lắm luôn. Đây là màu đen. Đây là màu đen nha chị Hoàng Phượng ơi. Giá 280.000 cho đầm đầm thôi. 280.000 cho ba mẫu này nha. Em lên lại màu đen nè. Màu đen nha. Rồi, màu đỏ nè. Màu đỏ và màu nâu. Đây là màu nâu nè mấy chị. Màu nâu giá 280 nha. 280 tây phòng nhẹ đẹp lắm. Và có cài áo đá cho mấy chị nè. Xinh không? Giá 280.000 thôi. 280.000 cho đầm này nha mấy chị. 280.000. Đây em có con này là gì? Đây set mới về nè mấy chị. Trời ơi set mới về online luôn. Set caro này nè. Đa số em bán thường là số là quần chân váy quần thôi mấy chị, thường dài lắm. Chân váy quần là nhiều. Ha, đây cái set caro này nè. Bữa em có mặc like mấy chị hỏi quá trời luôn. Đây nè. Cái set caro này mặc hơi bị cưng luôn mấy chị. Hiện tại bây giờ nó xẻ mấy chị, chỗ này là nhìn thấy hả lấp ló ở ngực hiện lên rất là cưng luôn. Cái set này giá 250 nha. Set caro. Set caro này mặc kèm cho mấy chị là cái chân váy quần tiếp ly. Cái chân váy quần tiếp ly mấy chị nhìn cưng không? Cái chân váy quần tiếp ly này giá là set này giá 250 nha. 250.000 cho cái set em đang cầm, set caro. Set caro và chân váy quần tiếp ly. Cần làm chốt ngay và liền cho em đi, giá 250.000. 250.000. Quần dạng ngố chị Mai Ngọc. Ủa. Ủa Ti mình có quần thể dục dạng ngố không Ti? Thể dục mà ngố à? Lỡ lỡ lửng lửng. Bé bé hả? Quần bé bé. Lấy cho chị mấy con chị. Đâu phải, đâu phải ngố đâu. Nhưng mà lỡ lỡ lửng lửng cho qua gối đúng không chị Mai Ngọc ơi? Em có lỡ lỡ lửng lửng qua gối thôi à. Đó, nha. Đây, cái đồ này là hả đầm set caro giá 250.000. Dạ em có cái đó không mà chị ha. Để ngày mai em coi có không rồi em báo chị nha chị. Mấy chị nhớ ngày 12 giờ trưa mai nha mấy chị ơi. Đây. Rin về. Đây sẽ là chân váy zip ly nha. Chân váy zip ly kèm cho cái áo caro. Cái set này xinh lắm luôn. Nó xinh cực kỳ, vải co giãn ở phía sau cũng có bo chun cho mấy chị nè. Mặc đã sướng cực kỳ. Giá 250 thôi. 250.000 nha mấy chị. 250.000. Chị nào đang chưa mua được áo thun ba lỗ không? Chị nào chưa mua được áo thun ba lỗ không? 120 á. Áo thun ba lỗ em có 4 màu. Sọc trắng đen, sọc nâu, màu đen và màu nâu giá 120.000. 120.000 cho áo thun ba lỗ. Chị nào cần áo thun ba lỗ chấm chấm nói chuyện với em là áo thun ba lỗ, comment áo thun ba lỗ em lên nha. Tại nó phía nhà sau rồi. Rồi em lên tiếp cái phần áo set này. Em sẽ lên tiếp cái set caro 250 cho chị. Đúng rồi. XL cho chị Nguyễn Trang Trang. Cái đó đẹp lắm chế ơi. Cái chân váy em chị tách ra mặt cũng thương nữa đó. Thiệt mà. Em nói thiệt, mấy chị á mua set nó lợi lắm. Mấy chị mua về mấy chị tách áo tách quần ra mặc được hết á. Tách áo tách quần ra đều mặc được. Cái chân váy zip ly hơi bị đỉnh á.
Đây em thêm cái set xuất sắc nữa nè. Cái set này có rất nhiều chị đòi tắt áo nè. Set này cực kỳ xinh, mấy chị mua đi, tin em, mua cái set này về đi. Mặc đẹp lắm luôn, cái chân váy mà. Trời ơi, cái chân váy đẹp như vậy mấy chị đòi tắt. Buồn hết sức. Cái chân váy này hơi bị đỉnh nha mấy chị. Cái chân váy này mấy chị á, nào mà công sở phối cho em áo sơ mi cổ có cổ, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Mang đôi giày cao gót thôi là hơi bị xinh. Giá set này, set caro đen này á, set này là set đen caro nha. Set đen giá 250.000 luôn. Set em đang cầm là 250.000 nha. Đây nè mấy chị. Mấy chị cái set này áo này đẹp lắm. Cái vải thun nó đã dữ lắm luôn á mấy chị, nhìn cho em nè. Tay của nó nha. Tay mắt đúng không? Phủ một lớp xuống cực xinh. Hai lớp áo nha mấy chị, hai lớp lót luôn nên nó rất là đẹp và độ phồng nó xinh lắm luôn. Mấy chị nhìn em, nhìn em đây. Đó, cổ trái tim, tay cánh tiên. Tay này tay cánh tiên không? Đó, cổ trái tim, tay cánh tiên kèm cho mấy chị là cái chân váy caro nâu. Chân váy caro nâu, mấy chị nhìn kèm chân váy caro nâu nè. Xinh không? Thun co giãn nữa, lưng thun co giãn, giá có 280.000, ô lộn 250.000 thôi. 250.000 cho set này nha. Thích chốt ngay và liền cho em giá có 250.000. Mấy chị mua áo không khoảng hả 200.000 rồi. Bây giờ mấy chị bỏ ra thêm khoảng 60-70.000 nữa thêm cái chân váy. Tội gì mà không mua mấy chị, tội gì mà không mua set cho nó tiện mấy chị. Giá 250.000 cho set này nha. 250.000 cho set này. Rồi em có cái zoom nè. Em có cái zoom. Zoom hoa phải không? Zoom. Zoom này là zoom hoa đỏ. Zoom hoa đỏ, chị nào thích zoom hoa đỏ chốt zoom hoa đỏ lên cho em. Thích zoom hoa đỏ không? Thích chốt, em có zoom zoom ngôi sao nữa nha. Zoom ngôi sao chim tho rồi. Em có hình. Đó, zoom ngôi sao có luôn. Đây cái zoom này, chị nào thích hoa chốt zoom hoa lên cho em giá 260. Cái zoom này đẹp lắm nha mấy chế, giá 260 thôi mấy chị. Zoom này zoom hoa nền đen giá 260 chân zoom này, mặc lên cưng mà mát mẻ lắm luôn, giá 260 ha. Cái zoom này giá 260, chị nào thích chốt liền zoom hoa 260. Zoom hoa 260. Rồi tiếp. Em lên tiếp bộ. Ôi cái bộ FF này nó xinh giả mang luôn á. Nó xinh cực kỳ, em nói thiệt, cái vải không là thấy đẹp rồi, chị cái form đó chị. Cái vải thôi là thấy đẹp rồi đó. Đây nè. Cái bộ FF này nè. FF sắc nát. Vải không đã thấy đẹp rồi mấy chị, để gần nè. Mấy chị không ghiền mà em ghiền lắm luôn mấy chế. Và kèm cho mấy chị là cái cọng dây cột nha, cột bụng. Giá 200, như giờ 260 không? Có áo kiểu không chị? Dạ, áo kiểu hả? Áo kiểu, chị cần áo kiểu áo thun hay sao? Áo kiểu. Rồi đợi miếng xíu nha, em lấy áo kiểu cho. Cái quần nè. Cái quần này là chân váy, áo lộn cái quần. Cái quần sọt lưng cao và có bo chun cho mấy chị. Sọt lưng cao có bo chun, giá 250.000 cho áo này. Ô lộn set này, 250.000 cho cái set em đang cầm. Trời ơi, cái vải như vậy mà mấy chị không lấy. Đẹp, mấy chị nhìn cái nút nè, xinh không? Cái nút kết động là hoa, hoa cúc á. Nó khắc là hoa cúc, xinh lắm. Giá 250.000 nha, 250.000 con này để cho cái gì. Đây, áo kiểu á chị, để em kiếm áo kiểu cho đợi em nha. Em có vài con áo kiểu này, chỉ còn 2 con duy nhất rồi. Cái chế đợi em nha, đừng đi đâu cả. Áo hoa. Đợi em mấy chị ơi. Đợi em chút nha. Em lộ cái áo kiểu cho mấy chị xuống mà. Đây, em có mấy áo kiểu này chị. Chị coi ok không chị Trần Lan? Đây, có mấy áo kiểu sơ mi cũng có, và có cổ cũng có. Đây, áo sơ mi nè. Cái cổ áo sơ mi này thấy lên L. Cái size này sẽ là từ 60-70kg mặc vừa cho em. 60-70kg là mặc vừa cho em. Cái áo thun thun này là thun nha. Thun, và mấy chị nhìn cho em cái này nè. Tay của nó xinh không? Có bo, bo dúng cho mấy chị. Cái này là 140 nha, 140.000 cho áo này. Đó, áo sơ mi nha, 60-70kg là mặc vừa cho em. 60-70kg là mặc vừa kem con này nha. Đó, giá 140, 140.000 cái áo sơ mi nâu đỏ. Sơ mi nâu đỏ. Đó, chị đã thích nâu đỏ chốt kem. Rồi, thêm một cái áo kiểu nữa mấy chị mặc với lại áo. Cái này mặc với quần jean rất là cưng nha. 140, 140 cho áo sắc nách ở phía sau nè mấy chị.
ở phía sau là có giúp dắt kéo nha mấy chị nha. Size từ 60 đến 70 kg, 60 đến 70 kg là mặc vừa con này cho em. Cái kiểu này là này màu gì vậy? Mình hai mai ngọc. Đầm gì vậy? Hai mai ngọc. Này là dít dắt đi mấy chị, cái này là dít dắt màu hồng xanh nha. Áo hồng xanh đi mấy chị, áo hồng xanh giá 140.000 hốt liền cho em con này 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg hốt liền cho em áo này, áo dít dắt hồng xanh. Rồi, áo này là áo áo con hổ nè, con hổ xinh lắm luôn. Áo kiểu crop top nha, mấy chị mặc cái chân váy quần nha, mặc với lại mấy cái chân váy dài á. Còn áo này á để quần cưng dữ lắm luôn mấy chị. Giá có 140 thôi, 140.000 thôi mấy chị nhìn nè. Cái form đẹp không? Form cực xinh luôn nha, giá có 140.000 thôi. 140.000 cho áo con này con hổ đúng không? Áo hổ. Tưởng con gấu. Đây áo hoa. Áo hoa này khoảng 70kg nha mấy chị, 60 đến 70kg là mặc vừa thôi. 60 đến 70kg con này áo hoa màu vàng. Áo hoa vàng 140. Áo hoa vàng 140, chị nào thích chốt liền áo hoa vàng 140 nha. Áo hoa vàng 140. Rồi tiếp con này. Con này có size lớn không ta? Chị Trần Lê nè, mặc vừa không? Đây con này 140 nè mấy chế ơi, màu đẹp lắm, có hai màu. Màu xanh với lại áo lộn màu đen với lại màu màu da người. Màu đen với màu da người 140. Cái mẫu này đẹp lắm luôn á. Mẫu này đẹp lắm luôn. Nha, 140, chốt 140 cho em con này nha. Em có size nha. Này có 3 giờ công ty hay là còn mấy con hồng ba? Cái nào? Này nè. Có size 90 kg không? Nó chỉ có hai size thôi. XL thôi đúng không? L XL thôi. Dạ này 80 kg mấy chị ơi. Cái này chỉ có tới 80 kg thôi nha. Áo em đang cầm 140. Sale 80 8. Nó to ha. Nó không nhỏ đâu. Tại vì size Việt Nam xuất khẩu mà. Ông bà Úc mặc XL 80 kg rồi. 82 kg nha mấy chị. 60 đến 82 kg em có size nha. Cái này màu đẹp lắm luôn á. Chế nào cần áo kiểu phải chốt áo mẫu này cho em. Này màu đen nha. Và đây sẽ là màu kem. Màu kem đây. Đây sẽ là màu kem. Đó, thích màu nào chốt màu đó cho em. Áo kiểu có 140 mấy chị, chốt liền cho em. Đây là màu kem nha, còn đây sẽ là màu đen. Đây nè, màu đen xinh không? Màu đen và màu kem. Màu nào cũng đẹp, chốt liền có 140 thôi. Có size từ 60 đến 80kg. 60 đến 80kg là vừa cho em cái áo kiểu này nha. Vừa cho em áo kiểu này giá 140. Rồi, em cái này em có size nè mấy chị. Em còn hai con cuối cùng, hai cái cuối cùng. Đầm chấm bi, ô lộn, cái áo chấm bi. Áo chấm mi 85kg là vừa nha, 85kg là vừa cho em con này. Giá 140, 140.000 cho cổ đắp chéo nha. Cổ đắp chéo 140. Rồi chị nào thích áo chốt áo liền cho em giá 140 mấy chế ơi, 140.000 ha. Rồi em lên tiếp. Em sẽ lên tiếp cho mấy chị. Đây sẽ là áo yếm. Yếm hoa hồng. Đây là đầm yếm hoa hồng. Đây yếm hoa hồng mấy chị ơi. Cái yếm này dễ thương lắm luôn á. Cái yếm mà cái vải nó mấy tầng, 1, 2, 3 tầng. Nó có 3 tầng cho mấy chị. Yếm hoa hồng giá 260. 260 có size từ 60 đến 100 kg mấy chị, chốt ngay và liền cho em. Yếm hoa hồng nè. Mặc lên cưng dữ lắm luôn á mấy chế. Mấy chế đừng có sợ là bị bó ngực nha, bị kích ngực với kích eo. Cái này nó có bo chun cho mấy chị ở phần ngực và eo luôn, nên mặc rất thoải mái. Giá là 260.000. 260.000 cho đầm yếm hoa hồng. Cưng không? Đầm yếm hoa hồng này cực kỳ cưng luôn nha. Cái này là cũ luôn á mấy chị. Mà mấy 62 em mặc là tới gần tới mắt cá chân ha. Cái yếm hoa hồng này là mặc tới gần mắt cá chân. Giá 260. 260.000 cho cái đầm 260.000 cho đầm này. Em lên tiếp mấy chị ơi. Alo mấy chị ơi, còn ở đây không? Nói chuyện với em đi mấy chị. Em lên set này nè, set set này sẽ là set vest, set vest. Set vest là quần này sẽ là quần gì thôi nha mấy chị, set vest nè. Set vest là chân váy quần màu trắng. Set vest chân váy quần màu trắng. Giá 320. Chân váy quần màu trắng giá 320 mấy chị. Đây. Đây, xin chưa. Cái này sẽ là gồm áo hai dây nha, và kèm cho mấy chị là cái vest hồng.
Em có size từ 60 đến 100 kg, cái vest hồng. Còn đầm ngọc trai sẽ màu đỏ. Còn. Dạ ngọc trai đỏ màu cổ còn đó chị, còn đủ size, chị báo số size lên đi em lấy cho. Ngọc trai cổ em có hai mẫu chị Nhi Nguyên ơi. Em có hai mẫu hồi nãy luôn. Đây. Cái set này nè, bao gồm cho mấy chị á là cái áo đen, áo hai dây đen ở trong. Rồi cái vest ở ngoài màu hồng, kèm cho mấy chị ba món nữa. Ba món sao cơ? Ba món là cái quần màu trắng. Cái chân váy quần màu trắng nó hơi bị đỉnh phía sau nè mấy chị nhìn đi. Co giãn rất rất thoải mái nha. Set vest 320, chị nào ưng set vest chốt ngay và liền cho em. Cái set vest này mặc lên nó đẹp dữ lắm. Nó thiệt, nó trắng da, phù hợp với Tết lắm mấy chị, thiệt mà. Đây là set vest giá 320.000 nha. 320.000 bao gồm là chân váy quần và cái áo hồng với lại áo hay dây đen ha. Đây, em lên con này. Em lên đầm ngọc trai cổ. Đầm ngọc trai cổ màu đỏ. Cái này em còn size từ 60 đến 100 kg luôn cơ. Con này còn 300 kg không? Không, mới lại chị chưa lấy cái thuốc không. Dạ, này 60 đến 90 kg. 60 đến 90 kg chị Nhi Nguyên ơi. Cái này là ngọc trai eo và ngọc trai cổ luôn nha, tay lử. Đó, màu đỏ. Này có đỏ và có đen luôn, có đỏ và đen. Thích đỏ chốt đỏ, thích đen chốt đen, giá 300. Lấy thêm một bịch nữa để riêng cái quần. Giá 300.000. Rồi, không quên tự nhiên. Đó, chị nào thích đó, đầm nhung tay lỡ. Màu đỏ chốt màu đỏ kem, màu đen chốt màu đen kem. Đây ngọc trai cổ màu đỏ. Nha, ngọc trai cổ và eo luôn màu đỏ. Đây còn là ngọc trai cổ mà tay phồng. Ngọc trai cổ và tay phồng em có size luôn. Đó, cứ báo số ký đi rồi em sẽ lấy size. Ngọc trai cổ không thôi bé đẹp. Dạ là ngọc trai này đúng không chị Uyên? Là gì Uyên ơi, đây là ngọc trai này nè. Em còn nghe chị ơi chơi. Chị Nhi Nguyên ơi, lấy size gì báo em lấy cho, giá 300. Em còn chị em bị thêm rồi nha. Đó, từ 60 đến 100 kg chốt nha. Từ 60 đến 100 kg em còn size. Cứ báo cho em số ký đi rồi em sẽ lấy size cho chị Nhi Nguyên nha. Nè, cái form cưng lắm luôn, form đẹp lắm. Nói thiệt mà nhìn sang trọng lắm luôn á. Giá 300.000 mấy chứ ơi. 300.000 cho cái đầm này ha. Mấy cái nào mới vào chưa thấy đầm mới của em không? Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dạ một, cho chị một cái ngọc trai cổ hai hiệp nha em. Dạ ok chị Nhi Nguyên nha. Giá 300. Chỗ nào giơ lên. Trên lầu rồi. Trong phòng hả? Ngọc trai cổ tây phòng. Trời ơi cái áo dài này xinh quá mấy chế ơi. Có chế nào mới vào mà chưa thấy được cái form áo dài này, giơ tay lên cho em, đứng lên cho em chị coi form nha. Cái form nó đã lắm. Đây nè, cái tay von nè. Cái tay này là ren mềm á. Ren mềm xinh cực kỳ, ren mềm nha. Và ở đây nó phối cho mấy chị cái ren của nó hơi nổi, mấy chị ren hoa giống như là hoa mai mấy chế ơi. Cái ren hoa mai giá 320.000 cho cái áo dài em đang mặc nha. Giá 320.000 cho áo dài em đang mặc và nó có phối cổ ngọc trai nữa. Mặc áo dài chụp hình là cực cưng, cực kỳ cưng luôn á. Đây, đứng lên cho chị coi form. Xinh không? Giá 320 mấy chị. 320 cho áo dài này bao gồm áo dài ren và kèm cho mấy chế là cái chân và cái chân váy đúng không? Cái chân váy nha, kèm cho chân váy này là chân váy ren luôn, chân váy ren. Cái gì? Cổ thôi. Dạ đúng rồi chị, em lấy cái ngọc trai cổ tây phòng cho chị size 2 ịt á nha. Còn bơi. Ok. Rồi áo dài này chốt liền kim con này đi, chốt liền mấy chế ơi, giá 320.000 cho áo dài em thi đang mặc nha. Áo dài em thi đang mặc chỉ có giá 320.000 thôi. Xinh lắm, xinh lắm, xinh cực kỳ, giá 320. Alo mấy chế ơi, cần em lên gì báo em nha, cần em lên gì báo em. Không ai nói chuyện hết, em buồn dữ lắm nha. Không ai nói chuyện gì, nó không buồn lắm mấy chị. Đây nè, em có chị nào mới vào á, cần áo không? Hết 2 ịp. Ồ vậy hả? Chị Nhi Nguyên ơi, cái mẫu đó hết 2 ịp rồi chị. Chị Nhi Nguyên ơi, cho em xin số eo đi. Cho em xin số eo coi chị mặc XL được không? Cho em xin số eo và chiều cao của mình nha. Số eo á, để em coi thử.
eo hoặc ngực cũng được nha, cho eo với ngực đi để em đo thử có ít lợi chị vừa không nha, tại bên em đã hết 2 ịp rồi chị ơi nha. Chị bao nhiêu ký vậy, chị bao nhiêu ký vậy, chị báo em đi rồi em thử coi em coi chị vừa không nhé. Đây cái áo này chấm bi có 100 nhiêu vậy Ti? 101 104 à? Áo chấm bi là 120 ngàn mấy chị ơi, bữa 200-201 gì vậy Ti? Đó chị là hết chấm bi, chốt chấm bi cho em. Đây cái áo này 104 nè, 104 là mấy chị phải chốt. Đây nè, xinh lắm. Cái áo này mấy chị mặc với sọt cũng xinh, mặc với là quần dài cũng đẹp. 101 mấy chị, áo này áo 101 nha. Còn có hai con duy nhất 70kg là vừa. Cái này là 70kg là vừa nha. Có 110.000 thôi mấy chị, không mua là tiếc dữ lắm mấy chị ơi. Không mua là tiếc lắm luôn nha. 110.000 cho áo chấm bi từ 60 đến 70 kg. Đó. Còn cái áo này em có tay từ 60 đến 80 kg. 60 đến 80 kg giá là 140 nha. Rồi, em có màu này nữa là màu nu, màu nu nha, giá 140 cho màu nu. Em áo để áo riêng. XL. Đây em có chỉ có XL như chị đo thử thôi, cái eo nó nhiêu. Đâu thức dây rồi. Ngực chị nhiêu Uyên ơi? Ngực chị nhiêu vậy? Báo cho em đi, em đo thử có chị vừa XL bên em không? Hoặc là chị mặc 3X được không? Em hết XL rồi. Em đo ngực coi. Em đo cái vòng ngực coi. Cái vòng ngực bên em là bao nhiêu? Cái vòng ngực bên em là 110 nha. Cái vòng ngực bên em là 112. XL vòng ngực em 112. Rồi đo eo nè. Để em đo eo coi eo nó bao nhiêu. Đây, em đo eo. Eo là 116, eo là 116 á chị nha. Chị Như Nguyên vừa thì lấy XL cho em nha. Đây XL nè. XL giá 300 chị Nguyên ơi. Ô lệ. Ô la. Giá 300. Vòng ngực là 112, còn vòng eo là 114 đó. XL bên em lại nhảy đó. Thầy có ba size còn lại được không? Chị Như ơi, chị lấy màu đen được không? À mà em cũng biết màu đen còn nữa. Màu đen thì còn sai. Chắc chưa? Màu giấy lấy màu đen được không chị? Chị ơi, chị Như Uyên ơi, màu đen còn 2 dịch đó. Chị chốt màu nào chị báo em nha. Alo, chị đâu mất kêu rồi, chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Trời, alo, không ai còn nói chuyện với em hết rồi mấy chị. Em lên tiếp à. Hay là em nghỉ nha. Đây, cái đầm này. Ủa. Đầm này máng lên. Kiểm tra đi Bi, có thì lấy nha. Dạ ok, để em kiểm tra màu đen hay có em lấy chị Nhi Nguyên nha. Màu đen cũng đâu. Đây đúng rồi quên, cái đầm này em quên lên luôn mấy chị. Cái đầm này em mới về, cái đầm này em mới về hôm qua luôn, vải satin bóng đẹp lắm. À, mấy chị chịu khó tại này em mới bung ra bịch nên hơi nhăn. Mấy chị chịu khó ủi cho em một cái là hơi bị xịn luôn. Cái này là cột kiểu. Cột cổ này chị. Cái này là cột cổ nha. Cột cổ và cái áo trễ vai. Giá đầm này là 280.000 thôi. Đầm trễ vai màu đen, vải phi bóng nó sang lắm, phơm nó cứng đó mấy chứ. Mà nó coi giãn phía sau, giá 280.000. 280.000 cho chị nha, cho mấy chị nha. Ở phía sau mấy chị nhìn giùm em đi. Nó coi giãn thoải mái chưa? Rồi em chốt hai dịch màu đen cho chị Nhi Nguyên nha. Màu đen cũng xinh lắm luôn đây chị coi. Màu đen cũng xinh lắm luôn chị. Màu đen cũng xinh lắm nha nên chị yên tâm hai ịt. Đây nè. Chị bao nhiêu ký chị Nhi Nguyên? Chị nói chị cho em xin số ký chiều cao đi. Để em note cho trong cái tin nhắn đó. Để em hướng mốt cho bé dễ lấy chị. Cho em xin số ký. Đây. Màu đen cũng xinh hen. Màu đen cực xinh. Giá 300. Đó. Hai ịt cho chị nha. Chốt cho chị Nhi Nguyên màu đen nha. Xinh. Người anh yêu của Ethan.
Đây là đầm em mới về, đầm em mới về màu đen xinh lắm nè. Chế nào thích thì chốt liền cho em cái đầm này, giá 280.000 thôi. 280.000 cho đầm em đang mặc, cái đầm em đang cầm ha. Đây, cột cổ mấy chị và chể vai. Cột cổ và chể vai cho đầm này, tối nay em lên chụp hình mấy chị mê luôn đó. Thích chốt liền đầm này cho em giá 280 nha mấy chị. 280.000 cho đầm này. Nhưng cứ sao alo, alo mấy chị ơi, mấy chị cần lên gì báo em đi nè. Báo em lên đi nè mấy chị. Đang gì nữa ta? Em có cái áo kỳ, ủa cái đầm. Đầm cô gô, tưởng áo. Đầm làm sọc, tưởng áo. Mấy chị ơi, alo. Mấy chị cần em lên gì nữa không? Không thì em offline nha mấy chị. Em offline nha. Trời ơi, em có cái áo nè. Mùa lạnh tới rồi. Em có áo len này nè. Này nhiều 200.000. Áo này áo len 200.000 nè. Chế nào thích. Chế nào thích chốt liền áo len này. Có một con nữa thôi. Còn có một con nè, hơi bị ấm và đẹp nha. Giá 200.000. Màu đen, chốt cho em con này. Con này 200-220 vậy. Nè Quỳnh nhớ không? Quỳnh ship Quỳnh nhớ không? Này 200-220 ta. Thôi không nhớ giá không bán. Chết. Cho lên đồ điện ngồi. Alo em hết rồi. Hết hàng rồi. Thôi mấy chị em offline nha. Alo. Đây Út về. Út về. Đang như người con. Dạ 14 người. Hết rồi, hết rồi. Rồi chờ cái like đó để Út mở like khác cho mấy dạ. Tạm biệt mấy chị nha, mấy chị đợi mấy xíu. Út lên like tiếp theo nha mấy chị nha. Mấy chị đợi tí xíu nha mấy chị ơi. Tạm biệt mấy chị, đợi trong khoảng 15 phút nữa Út sẽ lên liền nha mấy chị ơi. Út Yên sẽ lên liền. Bye bye.